Chào mừng quý vị đến với chương trình Thánh ca dâng Chúa đời con hôm nay. Lời đầu tiên Kim Thúy cùng với ban tổ chức xin kính chào quý khán thính giả thân thương của VNA TV vùng Orange County đang theo dõi trên băng tầng 57.3, vùng San Jose 16.10, vùng Las Vegas 26.9 cùng toàn thể quý vị đang theo dõi trên YouTube, Tin Vui Media và Facebook. Thưa quý vị, Giáng sinh này, Dân Chúa đời con sẽ được tròn 17 tuổi. Vâng, trong suốt 17 năm qua, người luôn đồng hành, nâng đỡ chúng tôi trong vai trò là một linh mục linh hướng. Người là một linh mục nhạc sĩ tràn đầy sự nhiệt tình, cởi mở. Thưa quý vị, đó là linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tuyên. Giờ đây chúng con xin kính mời cha cùng lên sân khấu với chúng con. Con chào cha. Chào chị Kim Thúy. Vâng, và bây giờ xin mời chị Huyền Trinh cũng như là chị Thùy Linh lên sân khấu để tặng gửi đến cha một bó hoa cũng như một vòng hoa yêu thương của chương trình Dân Chúa đời con xin được gửi tặng cha. Cảm ơn Thùy Linh. Con cầm cho cha cái nón này. Wow, đẹp quá cha. Đen trắng. Thật là nổi bật. Lại còn bó hoa nữa. Bó hoa nữa. Chắc Trinh đứng vào đây đi. Tại vì mình đã đi luôn rồi. Cảm ơn ba chị và cảm ơn quý khán thính giả đang theo dõi chương trình cùng với chúng tôi nhận cái hân hạnh trong 36 năm linh mục được quý ông bà và anh chị em và cũng như chương trình Dâng Chúa đời con dành cho cái cơ hội thật đặc biệt này để nhớ tới và để tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi. Cảm ơn. Vâng, cảm ơn cha. Thưa quý vị, đúng ngày kỷ niệm thụ phong linh mục của cha thật ra là tháng vừa rồi cơ, phải không cha? Ngày dạ, đúng ngày 3 tháng 10 năm 1987. Vâng, nhưng mà với chương trình Thánh ca thì cha và chúng tôi thường mượn dịp lễ tạ ơn trước là để tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho cha diễm phúc được làm người chăn chiên cho Chúa và cách riêng là đã để cha dìu dắt giờ Thánh ca này trong suốt mười mấy năm qua. Sau nữa là chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị lời cảm ơn chân thành vì lòng ưu ái của quý vị đã dành cho giờ Dâng Chúa đời con. Mà thưa cha, con muốn hỏi là thường là các cha ra trường á, là vào mùa hè, nhưng mà hình như cha ra trường trễ, có lý do nào cha nhỉ? Dạ vâng, hồi xưa đó, thưa các chị, các anh chị em, tôi còn nhớ ngày 3 tháng 10 năm 1987 khi mà chịu chức linh mục á, thì chỉ được một vòng hoa thôi. Và ngày hôm nay sau 36 năm thì không những được vòng hoa lại còn được bó hoa nữa. Thì theo cái hệ thống giảng dạy của trường học ở trong công giáo, trong chủng viện, thì hồi xưa trong chức 6 thì vào trong tháng 5 là cái năm đó, những tháng năm ra trường thì chịu chức 6 rồi đi giúp sứ rồi sau đó chịu chức linh mục. Và bây giờ thì chương trình đổi mới là sau khi học xong thần học thì đi giúp sứ một năm rồi mới chịu chức linh mục. Cho nên chính vì vậy mà cái hệ thống ở trong chủng viện đảo lộn để trở lại theo giống như các sinh viên ở ngoài ra trường. Thì đó là lý do mà các linh mục bây giờ thường thường ra trường vào tháng 6. Hoặc cái thời mà chúng tôi là người cuối cùng ở trong năm 1987 được chịu chức vào tháng 10. Dạ vâng, con cảm ơn cha. Cha cho con mượn cái microphone một chút xíu cha. Được. Thì cha, con muốn hỏi, con thắc mắc là các linh mục có phải có bị ở lại lớp bao giờ không cha? Có chứ, hồi xưa chúng ta nhớ một người mà học rất là giỏi đó mà phải học lại 3-4 năm một lớp đó. Đó là mà bây giờ ngài trở thành thánh và ngài là tự, gọi là quan thầy của các linh mục đó. Nó là cha VNE đó, cha sở sư Acts đó. Người ta cứ các cùng người của lớp ra trường làm linh mục này kia hết rồi mà ngài cứ lẹt cứ lặp đi lặp lại nhiều lớp. Và trong trường hợp chúng tôi thì không phải, nó là cái thời đó tạ ơn Chúa không nên nói như vậy. Cảm ơn cha đã giải thích, chứ không là chúng con nãy giờ cứ tưởng là riêng con tưởng là cha bị ở lại một năm. Cảm ơn cha. Thưa cha, thưa quý vị, chúng ta đang sống vào những ngày cuối tháng các linh hồn, nên để mở đầu cho chương trình hôm nay, chúng con xin được mời cha cùng toàn thể quý vị hiệp ý với chúng tôi trong một sáng tác của linh mục nhạc sĩ Phêrô Nguyễn Văn Tuyên với nhạc phẩm Trở Về Bên Chúa 2 với các tiếng hát
của các ca sĩ Lý Mai Trang, Trần Ngọc, Huy Tuấn và Kim Thúy. Chúng tôi xin kính mời quý vị. Trở về bên Chúa nhân từ đầy yêu thương.
Vâng thưa cha, hình như là con được biết bài Trở Về Bên Chúa 2 cha viết vào mùa chay, và chúng con cũng thường dùng bài hát này để hát trong tháng các linh hồn. Vậy thì cha có nhớ là cha đã viết bao nhiêu bài mà có tựa đề là Trở Về Bên Chúa không cha? Có ít ra là 3-4 bài, mà bài này Trở Về Bên Chúa có thể chúng ta còn sống, chúng ta trở về với Chúa, dã từ một cuộc sống thế nào đó để mà trở về theo lời mời gọi của mùa chay, cũng như Trở Về Bên Chúa để mà tháng các linh hồn để được trở về với Thiên Chúa. Nhưng cái bài này cũng rất là thích hợp với thánh lễ an táng. Thánh lễ an táng là trong cái lễ thực thụ trở về với Chúa trong thánh lễ an táng, mà khi tất cả mọi người trong những cái bài hát về lễ an táng thì cái bài mà đi về nhà Chúa, tim con reo hoa lạc Chúa ơi, thì cũng tâm tình đó, cũng cái bài này cũng có thể hát để bài hát nhập lễ trở về với Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Dạ vâng, con cảm ơn cha. Thưa cha, con mình đang nói về chương trình mừng 36 năm Hồng Ân. Yeah. Đặc biệt cái ngày hôm nay. Vâng. Chúng con chắc chắn chúng con sẽ hát những tác phẩm của cha sáng tác. Nhưng mà cha là vừa là một người linh mục nè, vừa là một nhạc sĩ, rồi cha cũng còn là ca sĩ nữa. Nếu ở ngoài đó có ai chưa bao giờ nghe ca sĩ Phêrô Nguyễn Văn Tuyên hát thì ngày hôm nay con có thể mời cha có thể hát tặng cho quý khán thính giả một bài hát được không cha? Được vậy, được. Chúng tôi rất khi mà nói về hát thì chúng tôi rất là thích hát. Chính vì vậy mà cái năm thánh các linh mục đó, anh chị em thấy chúng tôi cũng được hân hạnh góp tiếng trong những cái cuốn CD Linh Ca 1, Linh Ca 2. Linh là linh mục, ca là ca hát. Linh mục ca hát, The Singing Priests. Rất là vui khi mà được Chúa cho cái khả năng vừa là linh mục mà vừa là viết những cái bản nhạc mà rồi vừa hát những bài mình viết nữa, thì đó là một hồng ân rất là hân hạnh được gửi tới quý ông bà và anh chị em tiếng hát của linh mục Nguyễn Văn Tuyên trong bài hát sẽ gửi tới quý ông bà và anh chị em sau đây. Và bây giờ tiếng hát của chính tác giả Phêrô Nguyễn Văn Tuyên với nhạc phẩm ngay sau đây, chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe. Dâng Chúa tháng ngày tuổi đời thơ ấu, dâng Chúa tháng ngày chưa mang ước mơ, dâng Chúa tháng ngày mộng đẹp đơn sơ, xin dâng lên ngài lạy Chúa lòng con, tình ngài mênh mông tràn chứa vơi Chúa tháng ngày
Thưa quý vị vừa thưởng thức bài hát Dâng Chúa Đời Con với tiếng hát của chính tác giả Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Tuyên. Vâng, thưa cha, con muốn được hỏi là gần đây cha có còn tiếp tục sáng tác thường xuyên không thưa cha? Năm vừa rồi cha đã sáng tác được bao nhiêu bài hát và cái giờ nào thì cha có đặt cái khuôn giờ ra để cha sáng tác hay là cái cảm hứng của cha thôi? À, chị Kim Thúy rất là nhiều các nhạc sĩ có những gợi hứng, cảm hứng, có những người viết nhạc tình, có những người viết nhạc dân ca, có những người viết nhạc thánh ca, thì chúng tôi cũng vậy, lâu lâu Chúa vẫn còn cho một cái hứng khởi, khi mà có một cái tư tưởng nào đó, chúng tôi cũng ngồi xuống và viết. Thì nhân tiện có một ngày nào đó chúng tôi đi về phía biển. Tôi thì tôi không thích tắm mà không thích đi biển, nhưng mà có một ngày nào đó đi về phía biển, tôi thấy cái chiếc tàu nó có cái neo. Thì chúng ta thấy chiếc xe thì có thắng, còn chiếc tàu thì nó có cái neo để mà trước khi cái tàu nó đậu lại. Thì tôi nói tại sao mình không nghĩ rằng Chúa là nơi nương tựa, là vì Chúa là cái neo, không có cái chiếc neo thì chiếc thuyền của mình lênh đênh trôi lung tung, không có cái bến đậu. Đó là chính vì qua cái hình ảnh của chiếc neo, của chiếc tàu mà chúng tôi đã mới viết được bài Chúa là nơi nương tựa, vì Chúa là cây neo của cuộc đời chúng ta, Chúa là trung điểm và Chúa là người gìn giữ chúng ta. Đó là cái bài mà chúng tôi mới viết mới nhất. Wow. Yeah. Tuyệt vời quá. Vâng, thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức một sáng tác mới nhất của Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Tuyên với tiếng hát của anh ca sĩ Trần Ngọc. Chúa là nơi nương tựa. Chúa là người con tìm đến, Chúa là người con nhìn lên, Chúa là đấng con hy vọng, là đấng con cậy trông. Chúa ngàn đời con cậy mến, Chúa là tình yêu dịu êm, là chốn con tựa nương, là sức mạnh trên đường. Vì Chúa là con đường tình yêu, đường thánh ra cứu độ, Ngài chết chôn đời cao. Và Chúa là sự thật tình yêu, sự sống và con đường mở lối lên thiên đường. Là người con cầu khấn, Chúa
là người con ân náu. Sống vì Chúa con yêu người và giúp ai khổ đau. Chúa người tình của đời con, Chúa là niềm vui hạnh phúc. Chúa cùng đích của đời con, vì Chúa con yêu người. Vì Chúa là con đường tình yêu, đường thánh giá cứu độ, Ngài chết chôn đồi cao. Và Chúa là sự thật tình yêu, sự sống và con đường mở lối lên thiên chứng nhân cho Ngài thập giá không từ nan. Chúa là nguồn vui đời con, giữ tình trời mãi nồng son. Ngước nhìn Chúa treo đồi cao, nguồn sức thiêng ngọt ngào. Vì Chúa là con đường tình, đường thánh giá cứu độ, Ngài chết chôn đồi cao. Và Chúa là sự thật tình yêu, sự sống và con đường mở lối lên thiên đường. Vì Chúa là con đường tình yêu, đường thánh giá cứu độ, Ngài chết chôn đồi cao. Và Chúa là sự thật tình yêu, sự sống và con đường mở lối lên thiên đường. Vâng, thưa cha, chúng ta vẫn đang ở trong tháng cắt linh hồn, và một bài hát mà chúng con sẽ gửi đến cho quý khán thính giả ngày sau đây mang tựa đề là lời kinh tạ biệt, đó là bài hát của cha là sáng hót. Thì con muốn xin cha có thể chia sẻ cho quý khán thính giả biết về cái cảm hứng, cho đến cảm hứng ở đâu, cũng như cha viết bài hát này về thời gian nào. Anh chị em thân mến, trong cuộc sống của chúng ta không ai sống mãi, không ai sống hoài, không ai không phải chết cả. Cho nên trong đó thì chúng ta cũng có cha mẹ, ông bà, anh chị em, người thân, vợ chồng, con cái cũng nhiều lần qua đời, cũng đã qua đời. Và khi một người thân qua đời thì tâm hồn chúng ta rũ và rồi chúng ta buồn bã. Nhưng mà trong đức tin thì chúng ta có một đức tin là người thân của chúng ta sẽ đi về với Chúa. Nên là chúng tôi, khi mà người thân chúng tôi là người cha của chúng tôi qua đời ở bên Việt Nam năm 96, thì chúng tôi về, chúng tôi viết bài giã từ người thân gục đầu bên cha, buồn niềm, niềm vui chẳng. Một đầu bên cha hay là một thần bên cha, lời kinh dâng Chúa Trời. Nhưng mà cái bài lời kinh tạm biệt này là cái bài viết cho người mẹ của chúng tôi. Và cái bài này cũng đã được dâng cho rất là nhiều ca đoàn và nhiều anh chị em đã chọn. Tại vì cái câu thứ nhất tạm biệt người mẹ, và cái câu thứ hai là tạm biệt người cha, câu thứ ba là dành cho vợ chồng, tạm biệt anh, tạm biệt em. Vì đối với chúng tôi, đối với niềm tin Công giáo, chúng ta không có cái chữ vĩnh biệt. Cho nên là tôi rất là nhiều anh chị em vẫn hát vĩnh biệt nhá, rồi lần cuối, thì điều đó nói lên cái niềm tin của chúng ta nó bấp bênh làm sao đó. Trong khi đó chúng ta có vững tin là chỉ là tạm biệt, và chúng ta sẽ gặp lại, gặp lại. Cho nên đó là lời cầu nguyện cho người mẹ sẽ gặp lại mẹ trong kiếp, trong cuộc sống tới, tạm biệt bố, vành tay khăn tang, nhưng mà rồi sẽ là niềm vui gặp lại bố
thì sau này rồi niềm vui gặp lại của người phối ngẫu sẽ hoàn tụ ở trên thiên đàng để chúng ta gặp nhau trên đó. Đó là cho nên chính vì vậy mà tôi chọn là lời kinh tạm biệt mà vậy. Cảm ơn cha. Thưa quý vị, cùng với tâm tình của Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Tuyên, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài hát Lời Kinh Tạm Biệt sẽ được trình bày qua hai giọng ca Thùy Linh và Thanh Phong. Đôi vai cuộc đời bị giấu bên nhau xanh
trên đời, bên cháu con côi, cỏ xanh mây trời chia cách đôi nơi, chờ ngày đoàn viên bên nhau miên viễn, ngàn nhớ thương nhau, cầu Chúa cho nhau. Chúa thiên tòa tình ngài diệu êm, chân thiên đàng bình yên. Kính Chúa thiên tòa tình ngài diệu êm, chốn thiên đàng bình. Quý vị, để giới thiệu cho bài hát kế tiếp, Kim Thúy xin gửi đến quý vị một trích đoạn trong buổi hội thoại của cha Tuyên cùng với các anh chị em đến từ Portland khi các anh chị em đến thăm cha trước buổi thâu hình hôm nay. Kim Thúy xin mời quý vị. Đường xưa Chúa đi gian nguy xa lo gì, đau thương có ngại chi. Đường này Chúa đi con vui bước theo ngài, hiên ngang bước tình hồng. Đường xưa Chúa đi nay Chúa đi con gieo dắt công bình, xua đi những cực hình. Chúa ơi xin Chúa giúp con lừa mến tình yêu, vui bước đi theo ngài. Chúa ơi có Chúa bên đời, ánh sáng niềm vui sức sống cho cuộc đời. Chúa đi trong gai không nghi ngại, cô đơn giá lạnh run. Đường này Chúa đi con gieo bước giữa đời, say mê sống tình trời. Đường xưa Chúa đi oan khi sâu treo leo chốn đồi cao. Đường này Chúa đi con mang tới lao tù an vui với tình người. Chúa ơi xin Chúa giúp con lừa mến tình yêu, vui bước đi theo ngài. Ánh sáng niềm vui sức sống cho cuộc đời. Đường xưa Chúa đi cạn về rơi, môi khô khan tình yêu. Đường này Chúa đi
con xây vắng trên vai thành ra ân tình Ngài. Đường xưa Chúa đi, tim trai đã kêu căng, nhân gian oán hờn căm. Đường nay Chúa đi, tim con đã ăn năn, van xin Chúa tình trời. Chúa ơi, xin Chúa giúp con đưa men tình yêu vui bước đi theo Ngài. Chúa ơi, có Chúa bên đời, ánh sáng niềm vui sức sống cho cuộc đời. Đường xưa Chúa đi, cây khô đã trơ vơ, mây mưa não nề rơi. Đường này Chúa đi, vươn tay đón ơn trời, say sưa phút tuyệt vời. Đường xưa Chúa đi, giang tay chết giữa trời, bi ai giá lạnh thay. Đường này Chúa đi, đàn tay hướng quê trời, chào nhau Chúa hòa bình. Chúa ơi, xin Chúa giúp con lừa men tình yêu vui bước đi theo Ngài. Chúa ơi, có Chúa bên đời, ánh sáng niềm vui sức sống cho cuộc đời. Chúa ơi, có Chúa bên đời, ánh sáng niềm vui sức sống cho cuộc đời. Ra cha chỉ biết nhảy cò cò. Thì qua cái bài hát vừa rồi chúng con mới hát Con đường Chúa đi, thì cha sáng tác bài này với nhịp 2/4 mà theo thể điệu slow rock. Thì riêng chúng con thì khi con hát lại cái bài này thì con cảm hứng là nên hát gì cho nó hop hit một tí xíu, do đó con đổi cái bài này qua thể điệu cha cha cha. Thì đấy, thì đấy tôi nói, tôi viết là một bài nhưng mà cái người trình bày và cái người hòa âm là nó đưa cái bài nhạc đó đi vào những cái tâm tình của những bạn trẻ, của những, vừa còn cái khi mà tôi hát thì nó có vẻ là nó suy tư, còn anh vừa suy tư và đưa kéo theo một người nữa đưa tới. Mình dìu sát đi em, tôi nhớ cái bài đó, đó. Mình dìu sát đi em thì đó là ăn thua là cái người hòa âm và ca sĩ trình bày. Sau khi con nghe cha chia sẻ cái vụ nhảy cò cò, con có cái liên tưởng là sau khi mọi người mà nghe cái chương trình này á, biết đâu ở Việt Nam hay ở đâu vậy, các giới trẻ hay cái đứa nhỏ nhỏ vừa hát nhạc cha tiên vừa nhảy cò cò. đúng rồi nhớ không? Không những là rao truyền là lòng Chúa thương xót, hay là rao truyền sống lời Chúa, trong khi mình có thể ngồi như vậy, hay là trong cuộc sống, hay là nhận những món quà từng ngày, nhưng mà qua cái trò chơi nhảy cò cò cũng là rao truyền sống lời Chúa. Đúng là một vài cái YouTube ở bên Việt Nam tôi thấy có một vài ca đoàn thiếu nhi cũng hát nhạc của tôi, các em hát rất là trốn. Khi mà tôi nhìn ở trên đó tôi thấy các em hát trố mắt nhìn và không có những cái phương tiện như chúng ta đâu. Các em viết trên cái màn ảnh và các em trố mắt lên hát, tôi thấy thật là dễ thương. Và cũng hát theo cái điệu mà rất là nhún nhảy để cho cái tâm tình của các em nó hòa đồng vào đó. Tôi thấy rất là hay, ca tụng Chúa trong cái tâm tình, chứ không phải là cứ nhắm mắt và rất là giống như lời Chúa xin cho các linh hồn được nghe muôn đời, thì cái đó nó khác. Cảm ơn các chị. Con cảm ơn cha. Con muốn được hỏi cha là trong chương trình hôm nay thường là những bài hát chúng con được chọn để trình bày, nhưng mà riêng với cái nhạc phẩm sau đây thì đó là một trong những bài hát mà chính cha đã chọn, thì đó là bài
yêu như Chúa yêu. Xin cha có thể chia sẻ với chúng con về kỷ niệm hay là dịp nào mà cha đã sáng tác bài này. Cảm ơn chị Kim Thúy. Yêu như Chúa yêu đó là một cái đề tài, tựa đề của một bài hát. Tại vì trong cuộc sống của chúng ta có thể có một người mẫu, có một đối tượng hay là có một người nào mà chúng ta thán phục. Yêu như vua yêu, yêu như hoàng hậu yêu, yêu như người Hollywood mặc, yêu như người lên cung trăng. Nhưng mà trong niềm tin của chúng ta thấy rằng tất cả những cái đối tượng, tất cả những người mẫu, tất cả những người ngôi sao màn bạc, họ yêu rồi, rồi nó lại bay bổng đi đâu đó. Cho nên chúng tôi nhìn lên cây thánh giá để rồi chỉ có tình yêu vững bền và tình yêu vị tha. Vị tha tuyệt đối, Chúa yêu chúng ta, Chúa chẳng được cái gì cả. Những người khác họ yêu, họ được cái gì để đổi lại. Còn trong khi đó, Chúa yêu, Chúa không có một điều kiện. Chúa yêu chỉ vì Chúa yêu thôi. Cho nên đó là một cái sự thử thách, là một thách thức cho chúng ta hãy yêu như Chúa yêu. Vâng, con xin cảm ơn cha. Và giờ đây xin mời quý khán thính giả cùng hiệp ý với ca sĩ Lý Mai Trang trong nhạc phẩm Yêu Như Chúa Yêu, một sáng tác của Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Tuyền. Gia đình
Thưa quý vị, linh mục là ai? Làm gì mà người người gọi là cha xưng con mà hỏi ra thì cha lại không có lập gia đình? Linh mục là ai? Làm gì mà sống trong ngôi nhà to, cao, cửa rộng? Hỏi ra thì nhà đó là nhà của giáo hội. Linh mục là ai? Làm gì mà ai ai đến thăm hỏi, nhưng hỏi ra chẳng mấy người là thân nhân. Vậy thì linh mục, người là ai? Những người thường mặc bộ đồng phục đen với chiếc cổ trắng. Thưa quý vị, với câu hỏi này đã được linh mục nhạc sĩ Phêrô Nguyễn Văn Tuyên trả lời trong nhạc phẩm Linh mục người là ai, ngài viết vào năm 1997. Vậy ngài đã trả lời như thế nào? Với những mục vụ của 7 bí tích mà người linh mục sống và cử hành ra sao? Giờ đây xin mời quý vị hãy lắng nghe ca sĩ Huy Tuấn diễn tả đời sống hàng ngày của các vị linh mục công giáo. Chúng tôi mời quý vị theo dõi. Linh mục người là ai? Linh mục người là ai? Linh mục người là ai? Là người được Chúa sai đi đem tin vui đến ai đói nghèo. Là người được Chúa sai đi đem yêu thương xoa dịu thương đau, đến cùng bệnh nhân hấp hối thăm tù tìm đến tha nhân đang cô đơn vắng xa người thân. Là người tìm đến bên anh nghe đau thương tai tê cuộc đời. Là người tìm đến bên em chịu từ khi tình tan vỡ. Linh mục cầu xin với Chúa cho gia đình hạnh phúc bên nhau, cho hôn nhân sống vui đẹp màu. Linh mục người là ai? Linh mục người là ai? Linh mục người là ai? Linh mục cầu kinh tế lễ chúc lành lời hứa vu thế. Linh mục hát kinh ca ngợi ơn làm con Chúa cho trẻ thơ. Và linh mục người không kết án, không thù hận oan tha nhân. Linh mục hát kinh thiên đàng đón mừng hối nhân trở về. Linh mục người là ai? Linh mục người là ai? Linh mục người là ai? Linh mục tình yêu rừng hiên, linh mục yêu như Chúa yêu. Tình yêu tha nhân rất chân thành, tình yêu trao ban những ơn lành. Tình yêu xin trao hiến cho mọi người. Linh mục người là ai? Linh mục người là ai? Linh mục người là ai? Là người dâng con tim yêu người và yêu Chúa. Là người dâng con tim yêu Chúa yêu mọi người. Hát kinh ca ngợi ơn làm
con Chúa cho trẻ thơ và linh mục người không kết án, không thù hận oan tha nhân. Linh mục hát kinh thiên đàng đón mừng hối nhân trở về. Linh mục người là ai? Linh mục người là ai? Linh mục người là ai? Linh mục tình yêu dâng hiến, linh mục yêu như Chúa yêu, tình yêu tha nhân rất chân thành, tình yêu trao ban những ơn lành, tình yêu xin trao hiến cho mọi người. Linh mục người là ai? Linh mục người là ai? Linh mục người là ai? Là người giữ con tim yêu người và yêu Chúa. Là người giữ con tim yêu Chúa yêu mọi người. Là người giữ con tim yêu người và yêu Chúa. Là người giữ con tim yêu Chúa. Vâng, thưa cha, như lời Huy Tuấn hát trong bài Linh Mục Ngài Là Ai hồi nãy, với người đời thì mọi người gọi là cha, gọi là các linh mục, và hình như là người ta nghĩ là các cha là đông các con cái lắm, rồi được nhiều người yêu thương kính trọng nè, rồi được ở trong những cái căn ngôi nhà thật là to lớn, nhưng mà hình như là cha chẳng có được, con thấy thật sự các linh mục không được những cái điều mà mọi người đời nghĩ đâu. Vậy thì cha có buồn không? Và cái nhạc phẩm mà cha viết, con biết là cái tựa đề là Đừng Bỏ Con Chúa Ơi, có phải là cảm giác tiếc nuối cho cái sự tận hiến của cha hay không? Hay là nó còn mang một cái tâm sự nào, thưa cha? Linh mục người là ai? Chúng ta là người Công giáo, chúng ta biết rằng giáo hội của chúng ta Chúa dạy, Chúa lập lên 7 bí tích. Thế cho nên là linh mục người là ai, thi hành những chức vụ, những cái mục vụ của từng bí tích một. Thì dù là có nhiều con ấy, là thì bị rửa tội, bí tích đầu tiên là bí tích rửa tội. Cho nên là linh mục người là ai, đón nhận những người con mới cho Chúa, rồi đi sức dầu, rồi chứng hôn, rồi cử hành bí tích... cử hành thế lễ an táng, đó là cái câu trả lời linh mục người là ai, lấy 7 bí tích để mà diễn tả những cái mục vụ mà linh mục sống trong cuộc đời linh mục. Còn cái bài Đừng Bỏ Con Chúa Ơi là cái nỗi lòng của con người, giống như Chúa Giêsu suốt đời của Ngài đi rao giảng, cũng có lúc Ngài hạnh phúc, Ngài vui, Ngài đi dự tiệc cưới, Ngài làm phép lạ, rồi Ngài vui bên các môn đệ, nhưng mà cũng có lúc Ngài cô đơn ở trên cây thập giá. Cho nên Ngài nói đừng bỏ con Chúa ơi, Chúa lạy cha ở đâu. Đó là cái lời mà chúng tôi viết bài Đừng Bỏ Con Chúa Ơi là vậy. Đó là những lúc mà cuộc đời của linh mục cũng vậy, anh chị em. Có những lúc rất là vui bên giáo dân, những ngày chủ nhật sau những thánh lễ, chào đón giáo dân ồn ào, trở về với căn phòng, với 4 bức tường, như một lúc nào đó chúng ta đọc một cái bài nào của linh mục ở bên Pháp, là ngài viết như vậy, tâm sự của linh mục trong chiều thứ bảy hay là chiều chủ nhật, khi tất cả mọi người trở về, trong nhà xứ chỉ còn một mình, khi đóng cổng nhà xứ thì cô đơn, thì cảm thấy đối diện với 4 bức tường, nhưng mà cái cô đơn đó nó sẽ nghiệt ngã và nó sẽ thâm sâu hơn nếu mà niềm vui của cái ngày phục vụ không được giáo dân hiểu, không được giáo dân thông cảm, mà lại còn có những giáo dân vác đá ném hay là có những lời nặng lời này kia nữa, thì lúc đó là những lúc mà tôi thấy thấm
chứ không phải là sẽ tiếc nuối nha chị Thúy. Thấy thấm là thấm vì Chúa Giêsu lúc đó cảm thấy cô đơn trên cái thập giá. Cha ơi đừng bỏ con. Đó là lúc đó. Chính vì vậy rồi các linh mục lúc đó cũng tự hỏi, không biết là có Chúa không, hay là Chúa có thương mình không, không biết là có nên tiếp tục đời sống linh mục không, không biết là sự cô đơn này có chịu được, có chịu đựng được không. Đó là những lúc mà linh mục cần cái lời cầu nguyện và tạ ơn Chúa là có những lời cầu nguyện, đó là cho vượt qua được những giây phút đó. Thưa chị, con xin cảm ơn cha với những tâm tình cha vừa chia sẻ. Và giờ đây xin giới thiệu đến quý khán thính giả bài hát Đừng Bỏ Con Chúa Ơi qua 4 tiếng hát: Minh Ngân, Vivian, Hoàng Vân và Thanh Sơn. Đừng bỏ con Chúa ơi, khi con khó nguy giữa đời. Đừng bỏ con Chúa ơi, đau thương u sầu giăng lối. Đừng bỏ con bơ vơ, sóng gió biết đi phương nào. Đừng bỏ con đơn hành trên đường mù tối vắng tênh. Con biết Chúa bên con, theo con khắp vạn nẻo đường. Con biết Chúa bên con, theo con lỡ con mồ côi. Con biết Chúa yêu con, dùng trần gian nhiều cay đắng. Con biết Chúa yêu con, một đời chờ con với Ngài. Đừng từ con Chúa ơi, khi con lỡ dại xa Ngài. Đừng từ con Chúa ơi, khi con yêu đời hơn Chúa. Đừng mặc con lang thang, đam mê sống trong lối tôi. Đừng để con xa Ngài, vắng Ngài đời biết theo ai. Con biết Chúa bên con, theo con khắp vạn nẻo đường. Con biết Chúa bên con, theo con lỡ con mồ côi. Con biết Chúa yêu con, dùng trần gian nhiều cay đắng. Con biết Chúa yêu con, một đời chờ con với Ngài. Chờ con Chúa ơi, khi con lối hẹn trở về. Ngài chờ con Chúa ơi, khi con xa tình yêu Chúa. Ngài chờ con ăn năn, đôi tay chắp lễ tuôn tràn. Ngài chờ con bên Ngài, hương nguồn hạnh phúc thiên cung. Con biết Chúa bên con, theo con khắp vạn nẻo đường. Con biết Chúa bên con, theo con lỡ con mồ côi. Con biết Chúa yêu con, dùng trần gian nhiều cay đắng. Con biết Chúa yêu con, một đời chờ con với Ngài. Con biết Chúa yêu con, một đời
biệt tại vì chính em xin hát luôn. Đấy. Dạ. À, rất là hân hạnh đấy ạ. À. Dạ. Thiên Thúy hát sát bài này ạ. Dạ. Hát là gì vậy? Con sẽ hát bài Con xin là. Con xin là. Dạ. Con sẽ hát. Đúng rồi, con xin là. Con sẽ hát. Ừ, cái bài này tôi nhớ rồi. Cái bài này tôi nhớ. Chào cô Long và chào bố của tôi khi mà tôi đặt cái bài hát Con xin là. Bà nói cái gì kỳ vậy, đặt tên là kỳ vậy. Và khi tôi hát Con xin là người tình, bà nói láo, tại sao người ta không gọi là người tình? Thật vậy anh chị em, mình phải là người yêu của Chúa, cho nên mình là người tình của Chúa. Cho nên chính vì vậy mà khi mà tôi chọn bài hát này, chắc cô Long không dám nói là con xin là người tình. Mình phải là người tình của Chúa, vậy mới là người yêu của Chúa được. À đúng chị, rất là hân hạnh. Rất là hân hạnh, dạ. Cảm ơn cha nói lời đấy. Thật sự lúc khi mà con mới cất hát lên, con cũng hơi ngại với cái chuyện đấy. Nhưng mà suy hát hết thì con đúng, con cũng muốn cuối cùng biết ý với cha là con muốn là người tình của Chúa. Đúng. Mình yêu Chúa nhiều phải không thưa cha? Đúng rồi. Dạ. Và giờ đây xin mời quý khán thính giả cùng hiểu ý với Kim Thúy trong bài hát Con xin lại. Thanksgiving
Lễ tạ ơn là một ngày được tổ chức hàng năm tại Hoa Kỳ để tạ ơn những hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho Hoa Kỳ từ những ngày đầu dựng nước cho đến nay. Trong tâm tình này, chúng tôi xin mời quý vị cùng hiệp ý với chúng tôi trong nhạc phẩm Món Quà Từng Ngày, một sáng tác của linh mục nhạc sĩ Phêrô Nguyễn Văn Tuyên. Kính chúc quý vị một mùa lễ tạ ơn thật an lành và hạnh phúc cùng với gia đình và những người thân yêu. Từng ngày là món quà Chúa cho đời con, từng ngày là lễ vật đời con dâng Chúa. Từng ngày là lễ vật dâng Chúa trời, từng ngày là món quà Chúa cho đời con. Từng giờ là món quà Chúa trao tặng con, từng giờ là lễ vật nguyện dâng lên Chúa. Từng giờ là lễ vật dâng Chúa, Chúa ơi. Từng giờ là món quà Chúa trao tặng con. Từ cao xanh đó tình Chúa hơn đại dương, tình này dâng Chúa nhỏ bé có là gì. Chúa ơi yêu con, Ngài trên thành. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay. Và trước khi chương trình kết thúc, con xin được kính mời cha có lời với quý khán thính giả cũng như ban phép lành cho chúng con. Dạ, thưa quý ông bà và anh chị em,
quý khán thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay. Nếu chúng ta tin rằng từng giờ là món quà, nếu chúng ta tin rằng từng ngày là món quà, và nếu chúng ta tin rằng cuộc đời là món quà của Thiên Chúa, thì giống như người cùi trở về để cảm ơn Chúa Giêsu đã chữa lành ông, thì chúng con hôm nay cảm ơn Chúa sau một năm lễ tạ ơn trở về, và chúng con có cơ hội cùng với quý ông bà và anh chị em qua cái giờ thánh ca dâng lời tạ ơn Chúa. Và chúng con còn tham lam hơn nữa là cầu xin rằng Chúa thương yêu chúng con, để năm cũ sắp sửa hết, bước vào năm mới, mùa Giáng sinh trở về, chúng con lại được hồng ân của Chúa đổ trên chúng con từng giờ, từng ngày và cuộc đời của chúng con nữa. Chúng con tạ ơn Chúa, xin Chúa chúc lành cho chúng con và ban ơn bình an, hạnh phúc và sức khỏe cho chúng con trong năm tới. Chúng con cầu xin nhờ danh Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc mừng lễ tạ ơn. Vâng. Chúc mừng lễ tạ ơn đến tất cả các anh chị em, và chúc mừng lễ tạ ơn đến tất cả mọi người.